Nhìn chân nay đã thấy rồi, nói cho nam nữ xem rồi coi kinh. Ngày sau sửa lấy thân mình, đừng ai mượn xác xưng mình thầy đây. Bây giờ đến việc của thầy, thầy về xác thật đố mà ai hơn. Đơn kiêu tích tịch tình tan, dưới hang núi cấm mà gồng đáng dây dùng. Rồi đây ba tiếng sấm đồng, núi ông sụp đổ mà sâu dùng dậy lên. Cầm nhang tâm nguyện từ bi, mua nhang lại Phật chớ so bì mất hơn. Thầy về trở lại khơi đờn, đờn kêu ba tiếng đừng hờn khách ơi. Đờn kêu ba tiếng não nề, đờn kêu hai tiếng thầy về núi ông. Đờn kêu giặc đánh biển đông, đờn kêu ba tiếng thì hàng không mới khắp trời. Đờn kêu trên núi gã gời, thương cho ba tánh biết về mà nơi đâu. Con có đến tại cái ngôi am cúng của người chị thứ hai, nay con có đến viếng cúng Phật Thích Ca Mâu Ni với đọc bài kinh của Đức Phật Thầy Tây An. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Hoa sen thơm ngát giữa đầm, thầy về trở lại âm thầm ai hay. Nhìn xem tầng quốc nó đang gây chiến tranh bài trần phơi, thấy chắc chồng thầy về trở lại non bồng. Chèo thuyền bắt nhà xuống dòng dàm nao, thầy về mới xem đệ tử tu sao. Dàm nao sạc lỡ mở đường cho xấu đi, con về tâm niệm từ bi. Thầy về mê trở lại thầy đi cua đời. Nhìn xem sao sáng trên trời, tâm con nhớ lại một thời thở xưa. Nay con dài nắng dầm mưa, hoa sen chớm nở thầy đưa con về. Nam mô A Di Đà Phật. Năm non bầy núi mênh mông, đường vô chạy ruộng có ông Phật thầy. Đầu năm dân chúng đủ đầy, con về chạy ruộng lấy thầy chứng minh. Từ lâu thầy ngự thiên đình, giờ thầy trở lại dân mình xôn xao. Ngày xưa thầy cũng đào ao, thầy nuôi ông xấu mà giảm áo đợi chờ. Bây giờ xấu muốn lên bờ, xấu đang dùng giấy mà xấu chờ đợi ông. Bây giờ sắp đến biển đông, thuyền xưa cập bến mà chờ ông xuống thuyền. Rước người phước đức tu hiền, trở về núi cấm lập liền long qua. Rồi đây một trận phong ba, đền vàng núi cấm mới ra thay bình. Thầy đang nhận linh thiên đình, lựa người hiện đức thầy về mới giao ngôi. Nhìn chân nay đã thấy rồi, nói cho nam nữ xem rồi coi kinh. Ngày sau sửa lấy thân mình, đừng ai mượn xác
xưng mình thầy đây. Bây giờ đến việc của thầy, thầy về xác thật đố mà ai hơn. Đơn kiêu tích tịch tình tan, dưới hang núi cấm mà gồng đáng dây dùng. Rồi đây ba tiếng sấm đồng, núi ông sụp đổ mà sâu dùng dậy lên. Thương cho dân chúng khóc rên, bốn bên giật đánh nước dân khỏi đòi. 18 nước chiêu hồi, đền vàng núi cấm có ai đòi mà đặng không. Chân đó phép Phật nhiễm màu, nói cho ba tánh bớt rầu bớt lo. Màn ba lập hồi ấm no, lựa người hiền đức thầy cứu cho mạng này. Long qua hội của Phật thầy, bồng lại cây quế thầy về mà làm vua. Trên non gió thổi bốn mùa, nước Nam Phước Đức có ngôi vua Minh Hoàng. Thầy về trở lại núi vàng, rước cho đồng đạo hai hàng mà hầu vua. Kính xưa thầy chẳng nói đùa, màn ba trở lại thầy làm vua Minh Hoàng. Núi ông mới sắp sẵn có màn, có tiên có Phật Ngọc Hoàng mới sắc phong. Lửa người đồng đạo có công, thầy sai chờ xuống năm ông mới rước vào. Mặc cho người ác có kêu rào, Ngọc Hoàng xó sổ có nào mà dự thi. Lửa người niệm Phật từ bi, Long Hoa lập hội mới thi giao thành. Minh Vương sức thế hiền lành, nước Nam Phước Đức Phật đành rút đi. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nước chân trong nước sơn hồ thủy, mà xác chết trôi bèo mới rì máu sông dơ. Diễn kia hồ nọ thác khô, chỉ còn diễn nước Nam mô nước còn. Diễn tiên nước rỉ đa mòn, cứ đa đất đạo dư còn. Diễn tiên cứu cho dân chúng bình yên, diễn tiên có nước mê cô yên người hiền. Thầy về lên núi chân miền, ẩn thân con trẻ của liền người tu. Cử đa hăng diễn ngài tu, tà lớn điện chánh mà ngài tu một mình. Cử đa ngồi chờ lệnh thiên đình, biểu con ở lại mà ẩn mình dư hang. Ngài ơi con nặng nợ trần gian, cho con trở lại mà con ngoan chồng hiền. Con về trả nợ căn duyên, tiền căn đời trước con trở liền lại tu. Con về lại Phật công phu, tiền căn đời trước con tu chắc thành. Ngài ơi con bỏ không đành, con còn nhỏ không đành mà bỏ con. Ngày sau ngày trở về non, tiền căn đời trước cho con gặp thầy. Nợ duyên con trả kỹ này, tiền căn đời trước con về thầy con tu. Con về ngài ở ngồi tu, tà lớn hăng diễn mà ngài tu một mình. Diên tiên có nước thiên đình, cứu cho đồng đạo của mình uống dấu. Con về lại Phật Nam mô, diễn khổ có nước cứu vô người hiền. Cứu người đủ phước căn duyên,
giếng tiền có nước cu liền tại đây. Chừng đó tới việc gặp lại thầy cú dân độ thế mạng này thầy ơi. Chừng đó xong việc thánh thơi thầy về cú giấc con về nơi hậu thầy. Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Lon nhang một bó trăm cây, tông con có sẵn biết thầy dạy con. Mười cây bó trăm cho tròn, mười điều thầy dạy con còn nhớ không? Thầy ơi con nguyện trong lòng, cầm nhang con bán mà lối dòng núi ân. Chừng nào ban hết tùng không, thầy sai thần núi xem dòng coi sao. Người mua lại Phật cho mau, ngày sau đắc đạo thầy mau cô về. Bạn nhang con ế qua trời, thành tâm hướng nguyện thầy về mà độ con. Ngày sau thầy trở về non, cầm nhang lên núi không còn người mua. Không mua đừng nói hơn thua, mua nhang lại Phật hơn thua làm gì. Cầm nhang tâm nguyện từ bi, mua nhang lại Phật chớ so bì mất hơn. Thầy về trở lại khơi đờn, đờn kêu ba tiếng đừng hờn khách ơi. Đờn kêu ba tiếng não nề, đờn kêu hai tiếng thầy về núi ông. Đờn kêu giặc đánh biển đông, đờn kêu ba tiếng thì hằng không mới khắp trời. Đờn kêu trên núi gã gời, thương cho ba tánh biết về mà nơi đâu. Con cầu xin phép Phật của thầy, cứu cho ba tánh kỳ này mà tai qua. Thầy về mới lập hội mạng ba, Di Đà giáo chủ Thích Ca cái mạng này. Tâm con đủ phước nhận phần, thầy về xuống điển căn phần biết ngay. Thầy về trở lại non đài, dạy con kinh điển của ngài ban cho. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật.